Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 7 tháng 3, lễ Thánh nữ Perpetua và Facilita Tử Đạo. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh nữ Perpetua và Facilita Tử Đạo qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Dưới thời bắt đạo của Hoàng đế Septimo và Severo ở Catha, nhiều tín hữu đã bị giết chết vì Chúa. Họ phải chịu đủ thứ hình khổ, bị thú dữ cắn xé, bò rừng chém chết, gươm giáo phanh thây xẻ thịt, nhưng họ vẫn can đảm giữ vững đức tin, sống chết trung thành theo Chúa. Perpetua và Facilita cùng các bạn chịu chết năm 203 tại Carthage là những khuôn mặt sống động đặc biệt trong số các thánh tử đạo vào các thế kỷ đầu. Chúng ta có được những tường thuật chính xác về cuộc tử đạo của các ngài nhờ vào tài liệu đương thời, bao gồm những nhật ký của chính thánh Perpetua, một trang sử của vị tử đạo khác và một câu chuyện do nhân chứng đầu tiên, có lẽ là Tertulliano viết lại. Vibia Perpetua, một phụ nữ trẻ thuộc gia đình danh giá đã bị bắt cùng với hai thanh niên là Saturnino và Secundodio, với hai người nô lệ là Revecato và Felicita. Tất cả đang học với một giáo dân tên là Saturo. Thấy các học viên của mình bị bắt, Saturo cũng tự nộp mình để khỏi phải xa lìa họ. Trong tù, họ đã được lãnh bí tích rửa tội. Khi được dìm vào nước, thánh nữ đã chỉ nguyện xin một lời này là được sức mạnh để chịu đựng nên các đau khổ của cuộc tử đạo. Perpetua là mẹ của một đứa bé còn đang bú đã phải đau khổ nhiều vì xa con. Đứa bé kiệt sức, người ta trả nó lại cho mẹ và người mẹ vui sướng quên hết mọi đau đớn. Ngục tù đã trở nên cung điện đối với bà. Các thị kiến thánh nữ được thấy an ủi ngài nhiều và nâng cao niềm hy vọng của ngài ngay khi còn ở trần gian. Người ta biết rằng các tù nhân sắp bị xét xử. Người cha của Perpetua thờ ngẫu tượng. Ông đến thăm con gái mình và thốt ra những lời van xin nghe muốn đứt ruột. Con ơi, hãy thương mái tóc bạc của cha, hãy thương cha, hãy nhớ tới đôi tay cha đây đã dưỡng nuôi con, hãy tưởng tượng tới mẹ con, anh em con của con nữa. Không có con, nó sống sao được? Bỏ đi con, điều dốc quyết làm cho chúng ta mất tất cả. Tất cả điều này thật là độc dữ đối với Perpetua. Thánh nữ nói, thưa cha, tại tòa án sẽ xảy ra điều Chúa muốn, bởi vì chúng ta không thuộc về mình. Người cha còn cho người đem đứa trẻ tới năn nỉ lần nữa. Hãy thương đến con của con. Người cha lại vào thăm ngài trong ngục và khuyên bỏ đạo, nhưng ngài chỉ vào một cái bình và nói, người ta không thể gọi vật này bằng tên nào khác hơn là cái bình. Con cũng vậy, không thể gọi con bằng tên nào khác hơn là Kitô hữu. Người cha nổi giận, liền lao vào con như muốn móc mắt và ông đánh đập Perpetua tàn nhẫn rồi bỏ ra về. Nhiều ngày sau, thánh nữ không gặp lại ông. Felicita là một nữ nô lệ giúp việc trong nhà Perpetua. Trong tù, cô hạ sinh một đứa con trai. Khi rên xiết vì đau đớn, một người lính gác ngục chế nhạo người rằng, nếu không chịu nổi đau đớn lúc này, làm sao cô chịu nổi các thú dữ? Felicita trả lời, hôm nay tôi khổ vì tôi, nhưng tôi chết vì đạo, sẽ có một người khác trong tôi chịu khổ cho tôi, bởi vì tôi chịu cực khổ vì ngài. Trong khi chờ đợi cái chết độc dữ đã được dành sẵn, các tù nhân vẫn được tính hài hước lành mạnh và vui tươi của họ. Thánh Perpetua nói, còn sống chúng ta luôn vui tươi, trong cuộc sống khác, chúng ta sẽ hân hoan mãi. Trong lúc bị giam, các ngài luôn cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để chịu nổi mọi cực hình và chịu chết vì Chúa. Ngoài ra, các ngài hằng an ủi nhau, nhắc nhở nhau hy sinh, chịu khó, sống vui tươi, an bình, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Thiên Chúa. Họ bị giải tới nhà tù gần hí trường. Perpetua đã cầu nguyện ngày đêm cho một người em chết vì ung thư.
Trong một thị kiến, Ngài đã thấy nó trong nơi tối tăm, bây giờ lên một nơi ngập đầy ánh sáng. Sau nhiều lần đe dọa, tra tấn cũng như dụ dỗ, mà thấy các ngài cứ khăng khăng tin theo Chúa, nên quan án lệnh đem các ngài ra hí trường cho thú dữ giày xéo. Ngày chiến thắng của các tử đạo đã bừng lên. Từ ngục thất, các ngài tiến ra hí trường như đi vào thiên đàng. Nét mặt các ngài hân hoan, có run lên thì cũng vì vui chứ không phải sợ. Khi các thánh tử đạo tiến vào hí trường, các ngài tỏ vẻ vui tươi phấn khởi. Perpetua thì ca hát. Trước mặt dân chúng, Ngài đã trả lời quan tòa. Ngài xét xử chúng tôi, nhưng Thiên Chúa xét xử Ngài. Quan tòa truyền đánh đòn các ngài, nhưng các ngài lại cảm thấy hạnh phúc vì được giống Chúa Kitô, thầy mình. Thú dữ được thả ra. Những người trẻ bị cắn xé. Perpetua và Felicita bị lột áo. Các ngài đòi lại và người ta chấp nhận cho các ngài đặc ân này. Các ngài bị gói vào trong một cái lưới. Một con bò cái hung hăng xông vào Perpetua, hất tung ngài lên trời. Rớt xuống đất, ngài vẫn còn sống và ngài cúi nhìn người nữ tỳ Felicita của mình đang nằm sõng sượt trên mặt đất và giúp nàng trỗi dậy. Dân chúng trong cùng một lúc hết hung hăng đã xin trả tự do cho các vị tử đạo. Các ngài được dẫn qua cổng còn sống. Ở đó, một người tên là Rusticus đến đón Perpetua. Anh là một dự tòng và xưa nay vẫn ở giúp ngài. Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ, vì ngài đã ngất trí đi như thế. Ngài đưa mắt nhìn quanh khiến mọi người ngạc nhiên khi ngài hỏi: bao giờ chúng tôi mới được dẫn tới con bò cái mà người ta thường nói? Phải thấy những vết thương đã chịu, ngài mới tin là sự thật. Ngài nói với Rusticus và em mình rằng: hãy vững vàng trong đức tin và hết thảy hãy yêu thương nhau, đừng nao núng vì các khổ nạn của chúng tôi. Đừng kinh ngạc vì những đau khổ của chúng tôi. Đám dân chúng dễ bị khích động và thất thường lại đòi giết những người này. Họ đòi mang các ngài ra giữa hí trường để được mục kích cảnh gươm đâm vào thân thể các ngài. Vì các ngài bị bò hất tung mà còn sống nên lý hình phải dùng gươm giết các ngài. Các ngài liền tự động đứng lên, đi thẳng đến nơi dân chúng muốn. Nhưng trước đó, các ngài đã hôn nhau để kết thúc cuộc tử đạo với nghi lễ trao ban bình yên. Perpetua phải nếm nhiều khổ hơn. Bị đánh vào xương sườn, ngài kêu lên đau đớn. Nhưng rồi, Perpetua nắm lấy tay tên đao phủ mới tập nghề đang của quạ đặt lên họng mình. Vì tên lý hình sợ hãi run rẩy, nên thánh nữ phải giúp hắn đẩy lưỡi giáo vào cổ mình. Một phụ nữ như ngài chắc không thể bị giết cách khác được. Chính ngài phải muốn mới được, vì thần ô uế còn phải sợ ngài mà. Thế là thánh nữ Perpetua và Felicita đã anh hùng chịu chết vì Chúa vào ngày 7 tháng 3 năm 203. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra phạm trường, bão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phù kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, môi đồng nào đâm thấu con tim,
linh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương tranh mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vách thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đồng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say xưa, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.